Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay 15 tháng 7, áp thấp nhiệt đới ở khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 1 năm 2023, tên quốc tế là Talim. Lúc 13 giờ, vị trí tâm bão cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 880 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương với 62-74 km/h, giật cấp 10. Đến 13 giờ ngày 16 tháng 7, bão số 1 sẽ ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 570 km về phía đông đông nam, di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 13, bão có khả năng mạnh thêm. 13 giờ ngày 17 tháng 7, bão ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 200 km về phía đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Đến 13 giờ ngày 18 tháng 7, bão số 1 ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, sức gió cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4-6 m. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có bản tin dự báo từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. Theo đó, từ cuối tháng 7 đến tháng 10, có khoảng 2-4 cơn bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Theo thống kê, từ tháng 5 đầu tháng 7, Biển Đông đã xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới. Áp thấp này di chuyển chậm và suy yếu trên khu vực giữa Biển Đông ngay sau đó. Cũng trong thời gian này, nước ta đã xuất hiện hai đợt không khí lạnh làm nền nhiệt độ giảm và gây mưa cho các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 10 đợt mưa diện rộng tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ, 11 đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ, Trung Bộ. Trong tháng 5, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 40-80%, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 20-50%. Đến tháng 6, lượng mưa trên phạm vi cả nước phân bố không đồng đều tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Lâm Đồng và một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 20-80%, có nơi cao hơn. Các khu vực khác phổ biến thấp hơn từ 20-50% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng tại Quảng Bình thấp hơn 60-90% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa trong nửa đầu tháng 7 tại đa phần các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến từ 30-70%. Các nơi khác phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 30-60%. Dự báo thời tiết từ tháng 8 đến tháng 10, cơ quan khí tượng cho biết hiện nay trạng thái khí quyển và đại dương đã ở trong điều kiện El Nino. Dự báo trong 3 tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 85-95%. Từ nửa cuối tháng 7 đến tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 8, với số ngày nắng nóng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 9, nắng nóng còn có khả năng xảy ra ở Bắc và Trung Trung Bộ với cường độ giảm dần so với tháng 7 và tháng 8. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước từ tháng 8 đến tháng 10 phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa từ tháng 8 đến tháng 9 tại khu vực vùng núi phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-10%, vùng Trung Du ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, khu vực đồng bằng và ven biển cao hơn khoảng 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 10, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 80-90%. Trong thời gian này, có khoảng 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam.
Trong những tháng mùa đông năm 2023-2024, nền nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Cụ thể, tháng 11, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1 độ C. Tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, nhiệt độ cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tháng 11, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C. Tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, nhiệt độ cao hơn khoảng 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Về lượng mưa vào thời kỳ này, khu vực Bắc Bộ tháng 11, tháng 12, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn khoảng từ 10 đến 25%. Tháng 1 năm 2024, lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tại Trung Bộ, tổng lượng mưa tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cao hơn từ 10 đến 20% so với trung bình nhiều năm. Tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận, phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 đến 20%. Tháng 12, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến cao hơn từ 10 đến 20%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 1 năm 2024, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tháng 11, tổng lượng mưa ở mức thấp hơn từ 5 đến 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, phổ biến ít mưa. Thưa quý vị, cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang tiến vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo ở vùng biển phía đông có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở trạm đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8. Trạm đảo Huyền Trân đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9. Dự báo ngày và đêm 15 tháng 7, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên ngày và đêm ngày 15 tháng 7, ở vùng biển phía đông và phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Thưa quý vị, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, từ vĩ tuyến 17,5 đến 21,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118,0. Trong 48 giờ tới, phía bắc vĩ tuyến 18,0, phía đông kinh tuyến 114,0. Vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Rà soát các hoạt động trên biển, nuôi trồng thủy hải sản để có phương án sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.